Đại thương Phật Độ, tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, bước sang năm Giáp Thìn 2024, vận đũa ngút trời, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, mua nhà, tậu xe, khiến cho người người phải ngạ mũ thán phục. Mình được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý cô bác tuổi Kỷ Dậu đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, mệnh đại trạch thổ, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu và đưa ra dự đoán rằng năm Giáp Thìn 2024 là một năm có nhiều dấu hiệu may mắn đối với quý cô bác tuổi Kỷ Dậu. Năm này, quý cô bác có nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ, làm ăn thắng lớn, trúng số đổi đời. Về vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được các vận may cực độ đến với mình, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác tuổi Kỷ Dậu cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thần tài ban lộc tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, cực may, cực đỏ, trúng số cực đậm, tiền về như lũ, tiêu xài ba đời không hết trong năm 2024. Đầu tiên, đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Theo tử vi phương Đông, Kỷ Dậu là người có trách nhiệm, tính tổ chức và tinh thần kỷ luật cao, họ rất chuyên cần, làm việc hiệu quả và có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Con giáp này sẽ nhận trách nhiệm mà không trông chờ được đền đáp, động cơ thúc giục họ chính là thành công. Họ đề xuất tiêu chuẩn cao cho bản thân và mong đợi những người khác làm theo, va chạm có thể xảy đến với đồng nghiệp khi các điều kiện này không được đảm bảo. Con giáp này nên học cách không đòi hỏi quá cao ở người khác và không nghiêm trọng hóa vấn đề, thường điềm tĩnh và chín chắn. Kỷ Dậu có nhu cầu hết sức lớn về an toàn và vật chất, tình cảm, cũng giống như những chú gà, chẳng muốn rời xa trang trại của mình. Người tuổi này hạnh phúc nhất là khi sống giữa môi trường quen thuộc đã lâu, họ không muốn có những trải nghiệm mới lạ, những phẩm chất này đặc biệt ăn sâu ở Kỷ Dậu. Con người cực kỳ đáng tin cậy và trung thành tới tận xương tủy, hết mình vì gia đình, bất kể là nam hay nữ. Kỷ Dậu sẽ vận dụng tối đa khả năng để hoàn thành các trách nhiệm với gia đình. Nếu là người trụ cột, họ sẽ cố gắng đảm bảo mọi nhu cầu, vật chất và tiện nghi của người thân. Nếu là người nội trợ, họ sẽ giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ và yên ấm. Với những đặc điểm về tính cách kể trên, nên những người tuổi Kỷ Dậu sẽ làm rất tốt đối với công việc như ngoại giao, tư vấn. Vì điềm tĩnh và mềm mỏng, kinh doanh bất động sản vì thực tế và tư duy đổi mới, biến động, xoay chuyển theo các mặt lợi hại. Các lĩnh vực như nông nghiệp, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn bảo hiểm đều là những lĩnh vực mang đến thành công lớn đối với họ. Tuổi Kỷ Dậu có thiên thời địa lợi về thiên can, địa chi, ngũ hành nạp âm, thế nên hầu hết trong số họ khá giả và giàu có. Tiền bạc của họ thu được nhờ nỗ lực, quyết tâm và các tác động ngoại cảnh thuận lợi đưa đến, vì sự tùy duyên đó mà họ không có định kiến, không có lập trường quyết định một việc nào đó. Vận niên tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 trong năm 2024. Theo luận giải của các thầy tử vi cho thấy, tuổi Kỷ Dậu sang năm 2024 gặp vận niên chư phùng hỏa xấu. Vì vận niên chư phùng hỏa thể hiện về vận niên ẩn chứa những ý nghĩa xấu, tương ứng với hình ảnh con heo bị quay trên lửa. Gặp vận niên này mệnh trồ cẩn thận có những biến cố có thể xảy đến trong năm, thu nhập của bản thân không tốt và bận rộn trong công việc. Xét tử vi tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 trong năm 2024 cho thấy, năm tuổi này nên an phận, làm ăn cũng cần phải cẩn thận vì dễ mắc oán, làm việc gì cũng cần suy xét thận trọng, công danh nhận được hỗ trợ xe đạp thành tựu. Về phương diện tình cảm, tình duyên trong năm không thay đổi nhiều thời điểm cuối năm. Tứ trụ tử vi tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 năm 2024. Thiên tuyệt, địa hòa, tuổi Kỷ Dậu năm 2024. Cần chú ý tới việc trong gia đình, làm ăn không được tốt, ảnh hưởng tới tình cảm cũng như thiếu hòa khí trong gia đình. Nói chung, những người tuổi Kỷ Dậu sinh vào năm 1969, khi đón chào năm Giáp Thìn 2024, sẽ đối diện với nhiều thách thức và khó khăn trong cuộc sống. Theo chiêm tinh học, tuổi này sẽ gặp nhiều trắc trở về mặt tài chính và công việc, cho nên cần phải tập trung vào công việc đang làm để đạt được thành công. Về mặt gia đình, cần phải lưu ý sức khỏe và điều chỉnh các thói quen ăn uống, lối sống để tránh các vấn đề có liên quan tới xương khớp và tay chân.
Những thử thách này, người tuổi Kỷ Dậu cần phải giữ vững tinh thần lạc quan và kiên trì để vượt qua mọi khó khăn, đạt được thành công trong cuộc sống. Xét về thiên can, địa chi và ngũ hành, cung phi, sao hạn tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về thiên can. Thiên can Kỷ của người tuổi này có ngũ hành Thổ, gặp thiên can Giáp ngũ hành Mộc là tương hợp. Người tuổi này trong năm mưu cầu về công danh khá tốt, công việc kinh doanh, làm ăn nhận được giúp đỡ của quý nhân, có nhiều khả năng đầu tư chung mở mang hoặc thêm mới các liên kết công việc. Khi xét tử vi năm 2024 Kỷ Dậu về mối quan hệ liên quan tới ngũ hành thiên can, thì chủ mệnh nên lưu ý ngũ hành thiên can năm Giáp Thìn khắc với ngũ hành thiên can tuổi. Vì thế chủ mệnh có thể dễ ốm đau trong năm này, cần lưu tâm thêm về vấn đề sức khỏe, thăm khám đầy đủ định kỳ. Xét về địa chi. Địa chi của người tuổi này là Dậu gặp năm địa chi Thìn là quan hệ nhị hợp. Trong năm tới tuổi Kỷ Dậu kinh doanh hay buôn bán đều có cơ hội mở mang thêm nhiều công việc. Bên cạnh đó, mệnh Thổ được sự hỗ trợ từ quý nhân trong các công việc, làm ăn đạt được thành quả mong muốn. Khi xét về ngũ hành địa chi của năm, gặp ngũ hành địa chi của tuổi là tương sinh, thể hiện ý nghĩa tốt. Trong năm mệnh chủ xuất tiền nhiều cho làm ăn hoặc có đầu tư kinh doanh. Xét về ngũ hành. Người tuổi này ngũ hành thuộc Thổ gặp năm Sắp thì ngũ hành thuộc Hỏa thể hiện về quan hệ tương sinh, rất tốt. Theo đó, đây là năm thuận lợi đối với chủ mệnh này, cuộc sống đưa tới những tin vui mới. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2024 về việc mưu cầu liên quan tới danh vọng cũng được lợi. Bên cạnh đó, khi xuất tiền trong năm hay tiến hành mọi đầu tư trong kinh doanh đều dễ dàng và xuôi thuận. Đây cũng là năm rất tốt cho người thuộc hành Thổ xuất hành đi xa, bởi khó khăn sẽ nhận được hỗ trợ của quý nhân. Xét về cung phi. Cung phi tuổi này thuộc Công Tốn, có ngũ hành Mộc, gặp năm Giáp Thìn thuộc Cung Chấn, cũng có ngũ hành thuộc Mộc là Diên Niên. Ý nghĩa về năm Giáp Thìn có sự củng cố về gia đạo của người tuổi này. Sự nghiệp làm ăn kinh doanh thêm phần vững chắc, có quý nhân hỗ trợ. Theo tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2024 thì đây là năm tốt cho người cung phi Tốn, tiến hành thay đổi công việc, nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè. Ngũ hành của cung phi năm và cung phi tuổi là tương trợ, vì thế xuất hành đi xa trong năm có lộc đưa đến. Tử vi năm 2024 cho thấy Kỷ Dậu vận khí hanh thông, đón nhiều cát lành, thậm chí xuất hiện bước tiến mang tính đột phá trên nhiều phương diện. Có thể nói, sang năm 2024, đương số gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, khi vừa có quý nhân trợ, lại thêm bản mệnh được tỷ kiên thôi thúc, sức phấn đấu vô cùng mạnh mẽ. Đương số mưu sự lớn sẽ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư đều có thể thắng lớn. Đã vậy có các tinh chiếu mệnh, được ví như hổ mọc thêm cánh, dù rằng có phải đối đầu với nhiều thách thức và khó khăn, thế nhưng sau tất cả, sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, đồng thời nhiều cơ hội thăng tiến, tốt cho cả người làm trong cơ quan nhà nước và làm tư nhân. Dù có thời điểm chịu tác động của ngũ quỷ, đại diện cho thế lực ngầm che phủ ý chí, những khó khăn, khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, người tuổi Kỷ Dậu vẫn kiên định mục tiêu, tỉnh táo ứng biến thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Tuy nhiên, con giáp này cần hết sức kiềm chế bản tính nóng nảy, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh, kẻo rước họa lúc nào không hay. Khi đặt giao cho phụ trách công việc, cần làm hết mình, nếu sự tinh thần làm việc đối phó, bạn sẽ dễ mắc sai lầm, gây ảnh hưởng tới bản thân và cả tập thể. Ngoài ra, phượng các thúc đẩy nhân duyên, giúp gia đạo thêm phần yên ổn, tình duyên thắm sắc. Người độc thân sớm yên bề gia thất, các cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Về mặt sức khỏe, với những rắc rối trong cuộc sống, người tuổi Kỷ Dậu có thể cảm thấy lạc quan, khỏe mạnh. Bạn cảm thấy mệt mỏi với các áp lực, thậm chí là than, thân trách phận, tâm lý nặng nề. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình với người đáng tin cậy, không nên giấu mọi chuyện ở trong lòng. Để rồi lại suy nghĩ không thông, chắc hẳn mọi người luôn sẵn sàng đưa cho bạn một gợi ý, giang tay giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn. Ngoài ra, con giáp này cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc, hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình. Tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể dục, thể thao, giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Sao hạn tuổi Kỷ Dậu phạm phải trong năm 2024. Sao chiếu mệnh tử vi năm 2024 Kỷ Dậu, nam mạng, gặp sao Thổ Tú, là một thổ tinh. Sao Thổ Tú là sao xấu, hung tinh mang tới sự xung khắc, bất lợi, người tuổi này trong năm chú ý các công việc làm ăn dễ thua lỗ. Theo tử vi nam Kỷ Dậu năm 2024 thì sức khỏe của nam mạng yếu kém, xuất hành khó khăn,
được tới kết quả không như ý muốn, có thể bị người khác ném đá giấu tay hoặc bị cản trở công việc. Xấu nhất trong năm Giáp Thìn là tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Vận hạn tử vi năm 2024 Kỷ Dậu, nam mạng gặp hạn ngũ mộ là một tiểu hạn. Giải nghĩa hạn như sau: hạn ngũ mộ trong năm Giáp Thìn chủ về người nam mà có bất lợi liên quan tới phương diện tài chính, tiền bạc. Đề phòng mất mát, của cải hay hao tán về tiền bạc, chớ mua đồ trong năm nay mà không có hóa đơn, không nên cho ngủ nhờ, để tránh mang vạ vào thân. Sao chiếu mệnh tử vi nữ mạng Kỷ Dậu, sinh năm 1969 trong năm 2024, gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh, là một họa tinh. Luận giải tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mạng trong năm 2024 cho hay, sao Vân Hớn chiếu mạng, nên người nữ tuổi này cần chú ý sức khỏe nếu đang trong giai đoạn mang thai năm nay. Ngoài ra cẩn thận về thư kiện khẩu thiệt thị phi, ốm đau, thương tật, công việc thì có sự ổn định và không quá nhiều biến động. Trong các tháng như tháng 2, tháng 8 âm lịch là tháng xấu, nên chăn nuôi bất lợi, gia đạo bất an. Vận hạn tử vi nữ mạng Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm Giáp Thìn, gặp hạn ngũ mộ, là một tiểu hạn. Luận tử vi tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 trong năm 2024 nữ mạng cho biết, đây là hạn chủ về năm này có người nữ mạng hao tán tiền của, gặp hạn ngũ mộ. Chú ý mua sắm những đồ đạc trong năm này, cần phải có hóa đơn, không nên mua đồ lậu, trong năm cũng chủ về tai bay vạ gió nếu cho người khác ngủ nhờ. Vậy xét năm 2024 này tuổi Kỷ Dậu sẽ như thế nào? Mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường tử vi luận giải theo các phương diện chính dưới đây. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Bước sang năm 2024, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Dậu như được vén mây mù che phủ, mà hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành quả tốt đẹp. Trong công việc, bằng sự thông minh, sáng tạo của mình, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được nhiều thành công. Công việc như ý, lương tăng, tiền thưởng là điều tất nhiên, khiến bạn hài lòng và cấp trên cũng vui vẻ trao đổi cơ hội với bạn. Bằng sự thông minh và sáng tạo của mình, kết hợp với tư duy mẫn tiệp, tinh thần chuyên nghiệp, con giáp này đã khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Ở thời điểm hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tự tin về năng lực của mình, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ được khả năng của bạn nữa. Quý nhân tam hợp nâng đỡ, đương số phát huy tiềm năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng mãnh liệt. Theo đó hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức. Tỷ kiên xuất hiện, vừa thôi thúc tinh thần phấn đấu, vừa gia tăng sức chịu đựng bền bỉ, phù hợp cho những ai đã và đang trên con đường khởi nghiệp. Dù có thời điểm chịu tác động của ngũ quỷ, đại diện cho thế lực ngầm che phủ ý chí, những khó khăn khách quan từ thị trường hay tiểu nhân quấy phá, bạn vẫn kiên định với mục tiêu, tỉnh táo ứng biến, thu về kết quả đầy sức thuyết phục. Có điều, cần hết sức thận trọng khi ký tá giấy tờ, văn bản có liên quan tới pháp luật hay lợi ích kinh tế, đề phòng bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Ngoài ra, thành công không phải là chuyện một sớm một chiều, nó là sự tích lũy và nỗ lực lâu dài. Vậy nên, đừng bao giờ thôi cố gắng, khi đã chạm tay tới vinh quang, cũng đừng ngủ quên, kẻo niềm vui ngắn chẳng đầy gang, tự chuốc lấy thất bại. Xét về phương diện tài lộc tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Mệnh chủ tuổi Kỷ Dậu vốn đã vượt, rất có duyên với kinh doanh, buôn bán, đời sống vật chất nhìn chung cũng khá sung túc, tiền hết lại có, không quá eo hẹp trong chi tiêu. Sang năm 2024, lại có quý nhân phù trợ, thêm liêm hổ, song hẫu, vận khí tăng tiến mạnh mẽ, tài vận vì thế cũng khởi vượng hơn trước rất nhiều. Nguồn thu nhập chính và phụ đều tăng, điều đó có nghĩa rằng, dù là người làm công ăn lương hay làm tư, làm chủ, người đầu tư đều có thể đạt được mục tiêu tài chính của mình. Theo đó, con đường kiếm tiền làm sâu không còn khó khăn như trước nữa, trái lại xuất hiện nhiều cơ hội mới, quan trọng là tuổi Kỷ Dậu chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, không có may mắn nào từ trên trời rơi xuống, để có thể đạt được tất cả những điều mình mong muốn, tuổi Kỷ Dậu cũng phải trải qua không ít khó khăn và thách thức, 5 lần 7 lượt mới nắm bắt được thành công, không có chỗ nào cho sự lười biếng hay ăn may. Nếu bản mệnh quá ỷ lại vào vận may mà không chịu nỗ lực, bạn có thể sẽ làm cơ hội trôi qua rất đáng tiếc. Dù vậy, bạn càng tỏa sáng thì càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét nóng mắt, do đó bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử, chớ nên kiêu ngạo, tự rước họa vào thân. Dẫu không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, nhưng từ phía mình, chỉ cần bạn hành động đúng mực thì không có gì phải lo lắng. Xét về phương diện tình cảm,
gia đạo tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969. Chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Dậu khá êm đềm, vợ chồng duy trì được cảm xúc ổn định, thường xuyên chia sẻ suy nghĩ với nhau và cùng nhau trao đổi, giải quyết mọi vấn đề. Nhờ vậy, mối quan hệ cũng được củng cố và ngày càng bền chặt hơn. Hạnh phúc gia đình được đảm bảo, tình cảm của các thành viên trong gia đình lúc này có sự gắn kết mạnh mẽ, bạn cảm nhận được sự động viên tinh thần của mọi người dành cho bạn trong mọi việc. Nhân lúc đang vượng nhân duyên như này, những ai đang độc thân, hãy tích cực mở lòng, nhiệt tình tham gia các sự kiện, vì khi ấy bạn sẽ có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với đối tượng phù hợp. Người độc thân, dù không có sao đào hoa chiếu mệnh, thế nhưng lại được vượng cát tinh thúc đẩy nhân duyên hài hòa, mang tới nhiều cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ rất ưng ý, sớm chọn được người phù hợp để yên bề gia thất. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 dưới tác động cát lành sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu vốn đã tốt, nay lại thêm phần cát lành, đương số ít đau ốm, bệnh tật, gặp thầy gặp thuốc nhanh khỏi. Tuy nhiên trong năm lại có thêm hung tinh xuất hiện, đương số không được chủ quan khinh suất, kẻo rất dễ gặp tai nạn bất ngờ va quệt xe cộ nhẹ cũng chảy máu, thương tật tay chân, phụ nữ mang thai lại càng cần phải chú ý hơn. Bạn nên chú ý giữ vệ sinh cơ thể trong mùa hè nóng nực để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải, làm cản trở cuộc sống và công việc của mình. Lưu ý, trong năm có sự xuất hiện của sao xấu, có thể mang tới họa hình thương, tai nạn bất ngờ. Điềm báo tử vi nhắc nhở bạn nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế đi nơi xa, tới những nơi cao, hẻo lánh. Trên hành trình đi lại nếu gặp miếu, điện, chùa tháp thì nên vào khấn vái để cầu mong sự bình yên. Quý cô bác kính mến, cùng một năm, thế nhưng có tháng tốt tháng xấu, vận trình cũng vì thế mà thay đổi ngay bây giờ. Xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải tử vi chi tiết từng tháng trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Ngay từ tháng riêng, tuổi Kỷ Dậu sẽ cảm nhận khá rõ những chuyển biến tích cực trong vận trình của mình, đặc biệt là ở phương diện sự nghiệp, tài lộc, cơ hội thăng tiến đang mở rộng trước mắt, thu nhập nhờ vậy được cải thiện, cho nên mệnh chủ cần chú ý nắm bắt cơ hội kịp thời. Trong sự nghiệp, bạn duy trì được sự nhiệt tình, hăng hái, sẵn sàng chấp nhận thử thách nên sẽ được cấp trên coi trọng, song con giáp này cần phải nhớ, chớ để sự nóng khiến mọi chuyện lâm vào bế tắc. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng lên khiến bạn phải vất vả hơn rất nhiều, có thể vì thế có dấu hiệu lao lực, phương diện sức khỏe không lý tưởng. Nên nhớ, việc kiếm tiền quan trọng thật đấy, nhưng đơn số cũng không nên bỏ qua việc chăm sóc bản thân. Tình duyên như ý nhờ cát tinh che chở, người độc thân có thể đón những mối nhân duyên cát lành, hứa hẹn sự phát triển thuận lợi. Nhưng bạn gặp được một nửa của đời mình, thế nên cố gắng vun vén để mối quan hệ có thể đồng hành bên nhau thật lâu. Tình cảm là thứ chân quý, nên dù có bận thế nào cũng phải cố gắng vun vén, dành thời gian dành cho nhau, đừng để đến khi mất đi mới hối tiếc thì cũng chẳng thể quay trở lại như lúc ban đầu. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Cục diện tương xung xuất hiện trong tháng 2 âm báo hiệu những điều xui xẻo đe dọa vận trình của đương số, mưu sự khó thành, có điểm báo tranh chấp. Bạn nên cẩn trọng trong từng hành động của mình, bản mệnh có thể dần dần giải quyết được hết những công việc còn tồn đọng trước đó. Trong quá trình này, dù đôi khi vẫn gặp phải khó khăn, trở ngại, thế nhưng đó là điều tất yếu nếu bạn muốn trưởng thành, phát triển. Tháng nay do công việc, sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều khởi sắc, việc kinh doanh túc tắc, vẫn có khoản thu về đều đặn, song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Tài vận trong tháng có dấu hiệu sa sút do bị nhiều hung tinh chủ về hao tài chiếu mệnh. Vốn dĩ thu nhập tháng này không có khởi sắc, thế nhưng nhu cầu chi tiêu mua sắm thì tăng cao, các khoản tích góp cũng bị lấy dùng cạn. Thói quen tiêu xài không có kế hoạch sẽ gây ra gánh nặng kinh tế cho chính bạn. Do đó, điều quan trọng trong tháng này là phải biết tiết kiệm hết mức có thể để cuộc sống bớt áp lực. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn khi tiếp xúc với người khác giới, còn nếu cứ bị động đợi người tới thì rất khó có thể tìm được người ưng ý. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Vốn tham vọng nhiệt huyết với công việc, thế nên tuổi Kỷ Dậu luôn xông pha không ngừng nghỉ. Tháng 3 này là thời điểm để bản thân phấn đấu tiến từng bước đến với sự đột phá, lại thêm lục hợp nâng đỡ với bản lĩnh sẵn có. Đầu óc biết tính toán, đương số sẽ đạt được những bước thăng tiến đáng kể, khiến đồng nghiệp và cấp trên dành nhiều lời tán thưởng, thậm chí là ngưỡng mộ. Ngoài ra, có một số dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể cho thấy sức khỏe của bạn đang xuống dốc sau khoảng thời gian dài bận rộn,
Bản mệnh lúc này thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi và cũng vì một phần bạn lười vận động cơ thể hơn trước. Đúng là trời nắng thì không nên ra đường quá nhiều, nhưng dù ở trong nhà cũng nên duy trì các bài tập nhẹ nhàng. Ngoài ra, bắt tay vào làm việc nhà cũng là cách để bạn cải thiện tâm trạng tốt hơn. Mỗi khi buồn chỉ cần đứng lên dọn nhà, rửa bát, bạn sẽ quên mất mình đang buồn vì điều gì. Trong các bữa ăn hàng ngày, người tuổi Kỷ Dậu cũng cần chú ý ưu tiên những món bổ gan, dưỡng thận nữa. Các bộ phận này thường chịu ảnh hưởng tiêu cực trong những ngày hè nắng nóng. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Nhờ có tam hợp che chở mà công danh sự nghiệp có nhiều biến chuyển tích cực trong tháng này, công việc có nhiều đột phá, được quý nhân giúp đỡ, giành được thành quả khả quan. Hơn nữa, việc luôn chọn đương đầu với thách thức để tìm các cơ hội phát triển, bạn đang đi đúng hướng. Sự chăm chỉ và nỗ lực trước đó của bạn đem về kết quả xứng đáng, mở ra cơ hội thăng quan tiến chức cho bản mệnh. Tài lộc không có dấu hiệu tăng tiến so với tháng trước vì bản mệnh phải tập trung vào các giải pháp an toàn, đôi khi giữ cho mình không mất tiền thì cũng là đầu tư có lợi. Với những khoản đầu tư được chào mời có lãi suất lớn thì ngay lập tức tránh xa, nhất là khi người nhà giới thiệu cho bạn những cơ hội này thì bạn sẽ có xu hướng ngại từ chối. Nếu cần thì nói rằng bạn đang túng thiếu thì làm gì có tiền mà đầu tư. Chuyện tình cảm có tiến triển mới được người thân, bạn bè xung quanh ủng hộ. Thế nhưng người đã có gia đình thì nên thận trọng, tránh xa những mối họa khó lường. Việc bạn đứng núi này trông núi nọ chỉ khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử mà thôi. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 5 âm lịch, vận trình của tuổi Kỷ Dậu không được khả quan cho lắm. Nguyên nhân chủ yếu là do tài vận kém, thu nhập giảm sút mà nhu cầu chi tiêu mua sắm cũng tăng hơn trước, thế nên tiền bạc thất thoát nhanh chóng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể gặp những mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại, lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh trong tháng này. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, bạn có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng như kiếm được một khoản lời kha khá cho mình. Bản mệnh cũng có thể gặp được những mối đầu tư mang tính thách thức, thế nhưng bù lại, lợi nhuận hứa hẹn vô cùng rủng rỉnh trong tháng này. Có thể tận dụng lúc này tổng lực triển khai dự án mới hoặc phát triển quy mô dự án cũ, tất cả đều đầu xuôi đuôi lọt, giúp bản mệnh bỏ túi không ít lợi nhuận. Các mối quan hệ hợp tác cũng cần được bồi dưỡng trong tháng này để tranh thủ kiếm về nhiều hợp đồng, dự án có lợi. Cũng nhờ quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn vừa bớt được nhiều đối thủ cạnh tranh, lại vừa có người sẵn sàng giúp đỡ khi khó khăn. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Vận trình tổng thể của đương số rất tốt, cát khí lan tràn trong tháng này, công việc không chỉ khởi sắc mà thu nhập cũng tăng lên, có người thậm chí còn được thăng quan, tiến chức. Cơ hội không phải lúc nào cũng sẵn có, do đó bạn nên nắm bắt kịp thời để không bỏ lỡ thời cơ cải thiện chất lượng cuộc sống và địa vị xã hội của bản thân trong tháng này. Nhờ có tài vận ổn định, bạn có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần bạn chăm chỉ, cần cù thì chắc chắn việc làm ăn, buôn bán sẽ không đến nỗi nào, có đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, bạn cũng tự nhắc nhở bản thân rằng làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể, đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính mà bị kẻ xấu lợi dụng, nhất là khi trong tháng có cả hung tinh hoành hành, sai một ly có thể trả cái giá rất đắt. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch cũng chính là tháng cô hồn, người tuổi Kỷ Dậu nên đặc biệt chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân. Bạn hãy cố gắng điều chỉnh suy nghĩ, tránh đưa bản thân rơi vào những lo lắng không tên, đang ăn mòn ý chí của bạn. Dù bản mệnh là người thông minh, nhưng tính hay do dự sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội tốt. Bạn cần tìm hiểu, tham khảo các thông tin để cân nhắc, thế nhưng cũng đừng quá phụ thuộc vào ý kiến của người khác, hãy lắng nghe sự mách bảo của lý trí. Tháng này cũng không phải là thời gian thuận lợi cho con giáp tuổi Kỷ Dậu theo đuổi danh lợi, do đó không cần cố tỏ ra bản lĩnh làm gì vì bạn chỉ nhận về mình phần thua thiệt mà thôi. Một điều mà bản mệnh nên lưu ý trong tháng này đó là nhất định tránh xa những rủi ro có nhiều tác nhân gây cản trở cho cuộc sống của bạn trong tháng này. Do đó, các kế hoạch to lớn nên để sang thời gian khác thích hợp hơn. Trong tháng có hung tinh chiếu mệnh nên sẽ gây ra đen đủi, mọi việc không như ý, điềm báo bất trắc rình rập. Do đó bạn làm gì cũng cần phải cẩn thận, chú ý giữ an toàn cho bản thân, tránh xa nguy hiểm, đề phòng tai nạn, sự cố khi đi đường. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 8, Kỷ Dậu vấp phải cục diện tương hình, vận trình tháng này khá ảm đạm, mưu sự khó thành, làm gì cũng trúc trắc. Vì thế mà tinh thần bản mệnh có dấu hiệu đi xuống, dễ suy nghĩ tiêu cực, nản chí, thậm chí bỏ cuộc giữa chừng.
Bạn cần nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, kẻo sẽ trượt dốc dày. Nhiều việc không như ý nên bản mệnh có xu hướng đa cảm, buồn phiền, nghĩ ngợi miên man. Thay vì ngồi đó suy nghĩ thì bạn nên hành động quyết liệt hơn. Chăm chỉ làm việc nhà cũng là cách để bạn tránh tình trạng nhàn cư vì bất thiện. Tài lộc không có dấu hiệu tăng tiến so với tháng trước vì bản mệnh đang phải tập trung vào các giải pháp an toàn. Đôi khi giữ cho mình không mất tiền thì cũng là đầu tư có lợi. Với những khoản đầu tư được mời chào là có lãi suất lớn thì phải ngay lập tức tránh xa. Có thể thấy là tháng này có những khoản chi bất ngờ ngoài tầm kiểm soát, con giáp tuổi Kỷ Dậu đành phải cắt bớt những khoản chi tiêu không cần thiết. Cho dù thế nào cũng không nên mua sắm bằng khoản tiền tiết kiệm đang dùng để đề phòng cho những lúc khó khăn bạn nhé. Về phương diện sức khỏe, tuy không mắc bệnh nghiêm trọng nhưng tinh thần xuống dốc, dễ bị stress, cơ thể mệt mỏi, ốm đau. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Tháng này hung vận, lấn át cát vận, vận trình thăng trầm bất ổn do cục diện tương hại thái tuế chi phối. Trên phương diện sự nghiệp, những suy nghĩ đa sầu, đa cảm khiến con giáp này tự khép mình lại với mọi người xung quanh. Bạn không muốn mở mang các mối quan hệ xã giao thì tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình, nhưng không có tinh thần cố gắng phấn đấu. Bạn chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, không có cạnh tranh hoặc là tranh cãi với đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn biết thay đổi thái độ của mình khi đối diện với các vấn đề trong sự nghiệp, thì các tinh thiên đức vẫn sẽ giúp bạn có cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mở lòng hơn khi tiếp xúc với người mới, việc mới, bạn sẽ có thêm những mối quan hệ, những kiến thức mới mẻ, hữu ích để áp dụng vào công việc của mình. Có điều, thách thức khó khăn luôn song hành cùng với cơ hội, khó khăn chỉ là tạm thời, người nỗ lực vươn lên, phấn đấu không ngừng nghỉ sẽ là người gặt hái được thành công ngoài mong đợi. Vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Dậu không có những biến động đáng chú ý, bạn vẫn có thể thu được một khoản tiền lương hoặc tiền lãi lời ổn định, song không nhiều, cơ hội phát tài gần như là không có. Với người làm ăn kinh doanh, bạn vẫn đi theo những lối mòn quen thuộc, những công việc đã làm quen tay, nên khó thu hút được những đối tượng khách hàng mới, thậm chí vì chậm thay đổi, chậm thích nghi mà bạn có thể để cơ hội rơi vào tay kẻ khác. Với người làm công ăn lương, bạn khó ghi điểm trong mắt cấp trên, may mắn không phạm lỗi lầm, nên tiền lương, tiền thưởng không bị ảnh hưởng nhiều, bạn làm được bao nhiêu thì bạn hưởng bấy nhiêu, hiếm có người nào giành được cơ hội phát tài lớn. Việc đầu tư làm ăn trong tháng cũng cần hết sức thận trọng, kẻo bị lừa gạt hoặc bị lợi dụng, gây thiệt hại cả về tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 10 âm, tâm điểm chú ý của đương số là phương diện tài chính, vượt qua khó khăn lúc trước, tài vận có dấu hiệu nâng cao trong tháng này. Việc kiếm tiền trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan, nhờ vậy mà chất lượng cuộc sống được đảm bảo và nâng cao. Khi tinh thần thoải mái, bạn sẽ thấy mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng hơn, gia đạo êm ấm, vợ chồng con cái hòa thuận là niềm hạnh phúc mà bạn luôn mong mỏi có được. Phương diện sự nghiệp cũng không có điều gì đáng lo ngại, có những thời điểm bạn phải tất bật với công việc, nhưng bù lại thành quả thu về hoàn toàn xứng đáng. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, dù quá trình xây xa có đôi chút trục trặc, thế nhưng bằng bản lĩnh và sự nhanh nhẹ, bạn bệnh xử lý đâu vào đấy. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Đây không phải là tháng may mắn với người tuổi Kỷ Dậu do ảnh hưởng của cục diện tương phá. Có điềm báo tiểu nhân rình rập gây trở ngại cho công việc, do đó phải luôn nhắc nhở bản thân bình tĩnh khi hành sự. Các mối quan hệ cũng có thể bị ảnh hưởng xấu do thái độ nóng nảy của bạn, hãy luôn kiềm chế cảm xúc thật tốt, tránh phản ứng quyết liệt trước những lời nói kích động của người khác, bởi có thể là chiêu trò mà những kẻ ghen ghét đã gây ra để tìm cơ hội quật ngã bạn. Một số triệu chứng cũ về sức khỏe cũng có thể tái phát trong tháng này, chú ý thăm khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường để điều trị dứt điểm. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Tháng này tam hợp xuất hiện mang theo may mắn cho con giáp tuổi Kỷ Dậu về phương diện tình cảm, mâu thuẫn giữa các cặp đôi được hóa giải, gia đạo khá yên ổn, công việc cũng được tiến hành suôn sẻ, một vài khó khăn trong công việc sớm bị đẩy lùi, thay vào đó là nhiều cơ hội thăng tiến. Tháng này có thể mưu hành đại sự, hãy chủ động và xông xáo hơn để nắm lấy cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình. Có điều, dấu hiệu tiểu nhân hay thị phi vẫn đang đeo bám, bạn nên hành sự thận trọng ở thời điểm năm hết Tết đến này. Tài lộc vẫn trên đà khởi sắc, tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng gia tăng, nhất là trong tháng cận Tết, việc sắm sửa tăng cao, nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Vâng, quý cô bác kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, trong năm Giáp Thìn 2024.
Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.